theo ngày để mà luyện thôi. Ở trận đấu thứ nhất thì chúng ta cũng đã rất vui là người giành chiến thắng rồi. Chúng ta có một sự chiến thắng đầu tay. Đúng là chiến thắng đầu tay đến từ Hiếu Nguyễn Kha. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã là chia sẻ, và hy vọng rằng quý vị khán giả hôm nay sẽ chia sẻ ủng hộ mạnh mẽ cho game thủ Văn Lớp. Mừng tuổi lì xì cho Văn Lớp bằng những cái tên chia sẻ, kích nhẹ nút chia sẻ thôi, 5-3 hội nhóm, 10-20 hội nhóm thì đấy là điều rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến cả nhanh cái trận đấu thứ hai. Pamiran và Summer đấy là quân phía bên BB, còn Yamato và Baby là quân của chúng ta. Ở trong trận đấu này BB là người cầm pan. Ây da, không lại cắm vào không cắm loa rồi. Và chúng ta đến cả trận đấu thứ hai. Và ông mình vừa lại check lại không thấy tiếng âm thanh vào chat nhảy thực chết rồi. Bây giờ thì mình mới nhớ ra là cái giải đấu các kỹ thuật viên mang mic đi nhưng cắm về thì chỉ có cắm có một giây thôi, cắm chưa chuẩn rồi nên chưa có tiếng ở trong trận đấu thứ hai này, chứ không phải là do mình thiếu view. Rõ ràng là view voice chat rồi. Đây là cái lỗi mà chúng ta là mang cái đồ nghề về chúng ta cắm lại chưa chuẩn đây, và sau trận đấu này lại phải xin phép anh em xin lỗi trận đấu thứ hai này, và tí nữa xong thì mình sẽ cắm lại cái tiếng cái volume cái mic cái voice cái tai phone của các game thủ. Và trận đấu này chắc chắn lại không có tiếng game rồi. Cứ tưởng là mình view bị mất mạng nhưng không phải, đây là cái do lỗi cắm tai phone chưa chuẩn thôi, và rất mong anh em thông cảm trận đấu thứ hai. Pan và cũng như Sam là quân của game thủ BB cũng như Dương Còi, và Baby và Yamato đấy chính là quân của game thủ chúng ta. Đây cũng chính là cái kèo đấu khai xuân đầu tiên của năm 2019. Và hiện tại thì đang có 952 quý vị khán giả đang theo dõi. Vâng, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả quý vị vào sau. Ở những thời điểm bắt đầu thì mình cũng đã chúc anh em thời điểm bắt đầu rồi, chúc các quý vị vào sau, chúc các bạn cũng như gia đình mạnh khỏe, một năm mới nhiều điều may mắn. Babylon rơi vào tay game thủ Văn Lớp. Còn xuân thứ của chúng ta người cầm Yamato. Ở trận đấu thứ hai này mình vẫn chưa có tiếng game nhá, rất mong quý vị khán giả thông cảm. Và sau trận đấu thì mình sẽ cắm lại cái jackphone thôi, vì cái giải đấu thì cũng như vừa mới trôi qua, và cái đồ nghề mang về cắm lại vẫn còn thiếu mất một giây. Đó, quan trọng là chúng ta phải giành chiến thắng, đấy là cái yếu tố đầu tiên. Mọi thứ kỹ thuật thì chúng ta có thể chỉnh sửa sau trận đấu được. Xuân Thứ là người cầm Yamato. Và trong trận đấu này thì BB là người cầm pan là chém tuyển. BB phải cầm chém lởm, chứ BB mà cầm pan thì cũng là một nỗi kinh hoàng. Ván lớp người cầm Baby. Vâng, mình là bình luận viên Linda nhé bạn nhé. Và xin chào bạn Lê Toàn Thắng.
Vâng, xin cảm ơn Thúy Thân cũng là người chia sẻ. Vâng, Aladdin lấy vợ rồi, vâng, chính xác thì bạn cứ coi như mình lấy vợ rồi đi. Mình cũng chỉ yêu có một người thôi và người đó cũng sẽ là vợ mình. Ở nôm na thì đại khái thì gọi là đăng ký rồi, nhưng mà chúng ta chưa tổ chức kết hôn thôi. Babylon đến từ game thủ Văn Lớp và đang có những cái tờn xây nhà điều kiện, đang chơi khăm game thủ Dương Còi, bắt game thủ Dương Còi đầu năm đi tập thể dục chạy một vòng quanh bản đồ. Tờn này sẽ ảnh hưởng tới lực của game thủ Dương Còi là rất nhiều. Trong trận đấu này thì quân bên đội bạn được đánh giá là dễ đánh hơn khi có mặt bàn và kết hợp dân Summer. Văn Lớp thì đang bị giò của BB game thủ chọc. Đang giò của BB đã ăn được game thủ Văn Lớp một dân rồi. Chuyện BB cầm pan lên đời sớm là người chủ động đi công, đấy là điều hiển nhiên thôi, trừ khi một bài quá nhiệt đến từ BB. BB cũng là một bài được. Văn Lớp đang cố gắng kết hợp ngựa giò cùng với cả ba dân. Vụt con ngựa giò của game thủ BB. Đây là cái thời điểm mà khoảnh khắc khá quan trọng với BB sẽ là người sắp sửa mang lạc đà tới rồi. Đây sẽ là cái thời điểm mà Văn Lớp sẽ phải cơ cấu làm sao mà bo bế. BB sống ngựa giò là hơi khó chịu trong trận đấu này. Bo bế là rất gọn dành cho game thủ Văn Lớp, nhưng mà Văn Lớp của chúng ta sẽ bị mất lực đi khá nhiều. Còn đây là Xuân Thứ người cầm Yamato. Khả năng thì Van Lớp là người bo bế thành công rồi thì họ sẽ tạt sang nhà game thủ Xuân Thứ. Và tốc độ di chuyển là lạc đà cũng như là con bóng ngựa giò của game thủ BB thì rất có thể BB sẽ ập vào game thủ Xuân Thứ bất cứ lúc nào. Còn BB vẫn đang chăm sóc sang nhà của game thủ Van Lớp. Họ rất chịu khó chạy tập dục giống như game thủ Dương Còi những thời điểm bắt đầu chạy dân. Và bây giờ thì người ta tạt được vào cả vị trí bãi vàng sẽ rất thốn dành cho game thủ Van Lớp. Còn đây là sẽ là những cái tên ăn miếng đến từ Xuân Tứ, và liệu có ăn được không, đây vẫn là những cái tên nhốt e. Van Lớp thông báo rằng chết hai lạc đà và một giò rồi, Van Lớp vẫn thủ được. Nhưng bây giờ thì Xuân Tứ có ăn được dân của game thủ BB ở trong trận đấu này không, đây là những tên vẩy e đến từ Xuân Tứ, đang có những chiếc móng e khác đến từ Dương Còi. Dương Còi vẫn đang giữ được dân. Bây giờ sẽ là những tên tạt nhỏ đến từ cái tủ BB. Một trận đấu quân của chúng ta được coi là khó đánh hơn, được Van Lớp là người quyết định đánh chém. Không phải là thế đánh cung một chém nữa. Xuân Thứ cũng đang ăn được cái dân vàng của game thủ BB rồi. Vâng, dân vàng của BB đang tụ tập rất đông. Và lạc đà pan nó rất khó chịu, nó được cộng đàm, nó vụt vào những con chém, nó rất đau và rất thấm anh em ạ. Cái uy lực của lạc đà pan rơi vào những cái tay game thủ top, người ta cầm nó phát huy uy lực kinh khủng. Trận đấu này để Van Lớp cầm lạc đà pan ở bên BB, bên đội bạn cầm cầm Baby thì có lẽ là tươi. Những cái tên vẩy e tốt đến từ game thủ Van Lớp, nhưng vẫn chưa ăn được nhiều dân. Và đang có những cái bóng cung đến từ game thủ Dương Còi. Và số lượng cung đứng ở trên dốc kẹp theo dân tên này thì bị Dương Còi sẽ thủ được. Nông dân thì Summer nó làm loại nông dân rất chì rồi. Và trận đấu này thì xét về mặt quân bên đội bạn là người ưu hơn, và người bên họ là biết tận dụng cái điểm ưu đó để giành chiến thắng. BB cầm bàn lên đời rất sớm. Tỷ số là một đều rồi. Đó, bây giờ thì phải ra cắm lại cái volume cho cắm lại cái phone cho anh em đã.
Từ từ để anh cắm lại cái phone nhá. Sao nó lại không có tiếng? Phone của ai? Phone của ít nhất là máy của đứa. Mày em vẫn có tiếng đây mà. Đấy. Quên bao tiếng kia kia. Mà không có tiếng cửa không tiếng. Của phone chưa anh cắm được mà. Mắt của em thì mày này phải cho anh này. Máy này là như mày sẵn là không có phone rồi. Thì lần nào ai em bắt bắt đầu không xin một tên nào em đi dò thì tận hai quả phụ nữa từ xong là bạn thứ ba anh bạn đi đi lên cái nó không sao nữa anh lên được công thôi được chưa em cắm đủ ba chân à đi được hai lần nào thì dò em chọn em một dần lần sau cái máy này em cắm đủ ba chân rồi mà năm sáng năm sáng thì em giết được vài lần dân thôi. Chú này là cắm cắm chân như nào đi. Em cho em xem là lúc sáng cắm cái gì. Alo bà. Bà gì ạ? Con mẹ. Ở sao em cắm chân này vào? Anh vừa xuất ra đấy. Một chân này là chân mic này, chân này là chân full này. Còn cái này là để làm gì đấy. Bình thường cắm cái chân này phải vào chân, chân đỏ cơ. Để anh hỏi để mua. Tại vì em tháo ra em cắm lại luôn. Ủa mẹ cái tơ này nếu mà bo chuẩn hai nhà chú ý là lúc sáng ấy là anh không thắng được sáng nó rất cái này mình được ba cái đôi luôn làm sao anh không được chứ có đánh nhặt tàng anh chém không đi thẳng luôn không gì lên thì lên thằng hai từng cái một em rút cái đấy ra cắm kiểu đấy thế có phải có thể là thằng ba nó khỏe em nhìn thằng ba nó khỏe hai mình chú sao mơ bị yếu nước rồi sao mơ chạy hai là được cắm ra hai là thôi chứ nó chứ đâu để đôi của nó ấy. Nó em nghe nó nhìn nó chạy chạy thật ban xa thật tìm mãi chưa thấy ban có gì chọc chọc trò nó là nó thấu bảo sao ban nó chọc thẳng luôn gần qua là quá luôn mua nó làm gì không xong rồi đấy nó phải có cái nó là trước cái biểu hiện tự cổ cắm của nó đấy mình ra có mùn đây mà hôn nó chẳng cảm thấy chân chân đó ra ra gì mà alo có anh bảo cái phôn rút ra cắm vào lại như nào cho chuẩn nó có tiếng đấy đi cắm lại cắm về em nên cắm sai nó không tiếng có chắc nó không có tiếng đấy lỗi tiếng á trời trả anh bảo trời lỗi à cái lỗi rồi không phải có thể là do cắm cái loa này em xem có chuẩn chưa anh lấy máy lớp chưa anh lấy rồi cả hai máy đều uống được thần hoa bảo sao thần hoa bảo do cây lỗi anh cũng không phải đâu chắc là do cắm lỗi thôi để xem do cái máy nhân của để xem bên kia đây. em là Long cái quả kia mình cũng thể đạt thật quả rừng đấy nhưng mình khắc nó mình bị nó khắc thủ nó thủ phù thì mình cũng phế các bạn là cầm nhé là trả đi lên thủ phù trừ khi thằng ba này không lên được giáp là không lên được giáp là anh lên giáp bốn là anh đi nó chết cảm giác nó nào còn chém nó mình chết nó chết con nào mình chết rồi đúng không có nó cắm sai dây có tiếng này, có cây được.
anh ấy xong là vào lấy em tết.